Tổ chức Hồi giáo IS đã đưa các nhà báo Mỹ vào danh sách mục tiêu tấn công hàng đầu để trả đũa việc Mỹ không kích tại Iraq và Syria. Đây là cảnh báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI trong một thông báo gửi tới các cơ quan truyền thông Mỹ vào ngày hôm nay. Theo đó, IS và các phần tử ủng hộ tổ chức này đã liên tiếp kêu gọi trả đũa đối với Mỹ cũng như các lợi ích của Mỹ tại nước ngoài, nhất là từ khi Mỹ bắt đầu tiến hành không kích tại Iraq và Syria. Sau vụ IS chặt đầu hai nhà báo Mỹ trên một diễn đàn bằng tiếng Ả Rập, gần đây đã xuất hiện lời kêu gọi cộng đồng 2,6 triệu người Hồi giáo tại Mỹ hành động chống lại cái gọi là cuộc chiến tranh chống Hồi giáo của Obama.